tối thứ sáu, chiều thứ bảy và tối chủ nhật hàng tuần, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Kim Dung lại đều đặn lên lớp truyền dạy miễn phí các loại hình hát sẩm, trèo cổ, trầu văn cho thế hệ người dân và các em nhỏ trong làng Mọc Quan Nhân. Đã 20 năm kiên trì như vậy, các loại hình âm nhạc truyền thống tưởng đã mất đi trong nhịp sống đô thị hiện đại lại dần được hồi sinh. Mới đây, bà Kim Dung là nghệ nhân sẩm duy nhất được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân. Xuất phát là một là cái sự đam mê là trước hết, hai là trời cho cũng có một chút năng khiếu. Nhưng mà cái hát sẩm này, cái học nghệ thuật truyền thống này là từ một người cha đẻ, cả cụ đã dạy cho từ khi tôi còn rất bé, khoảng 8-9 tuổi gì đấy. Một buổi học hát sẩm của lớp bồi dưỡng hạt nhân nghệ thuật truyền thống quận Thanh Xuân mà nghệ nhân ưu tú Phan Thị Kim Dung đứng lớp. Giữa nhiều loại hình âm nhạc hiện đại, vẫn có những em học sinh lựa chọn loại hình âm nhạc truyền thống để tìm tòi, học hỏi. Cũng có những em đến đây vì được bố mẹ, ông bà định hướng. Với bà Phan Thị Kim Dung, mỗi học sinh đến với lớp học âm nhạc của bà đều là một viên ngọc được bà trau dồi chăm chút. Như bộ môn piano nhảy đấy thì con cũng rất là yêu thích. Tuy nhiên nhưng mà kiểu khi mà lần đầu con nghe những cái giai điệu sẩm thì con cảm thấy một cái gì đó cảm thấy rất là đặc biệt. Con cảm thấy rất là yêu thích bộ môn này nên là con đã quyết định đăng ký để chọn học bộ môn này. Bây giờ nó nhiều các cái thể loại âm nhạc mới lắm nó vào, cho nên là mình cứ rồi không giữ trọn vẹn, không dạy truyền cho các con làm sao để cho nó làm sao nó phải đam mê, nó thích như bà thì mới là đấy mới là được. Nắn nót từng câu chữ, chỉn chu đến từng em học sinh. Trước mỗi buổi lên lớp, bà Dung đều xây dựng bài dạy cẩn thận, đặt hết tâm huyết vào từng nốt nhạc. Chính điều này đã truyền cảm hứng đến các em học sinh để các em thêm hiểu và yêu loại hình âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Đầu tiên là nó chưa biết đâu, thì nó cũng khó khăn. Thời gian bắt đầu như mình phải nắn nót nó, nắn nót dạy từng chữ một, bởi cái này nó đặc trưng, cái đặc thù riêng là truyền khẩu. Nó không như hát các cái nhạc mới, hát nó cũng rất khó đấy. Khi học lớp bà Dung con cảm thấy rất là vui ạ. Con rất là thích học bà Dung và con thấy muốn học này không khó. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2009, bà Phan Thị Kim Dung đã thành lập nên câu lạc bộ dân ca và chèo làng Mọc Quan Nhân. Ban đầu chỉ có những người lớn tuổi, phần lớn là những người đã lên chức ông, bà tham gia vào câu lạc bộ. Sau đó bà Dung lại đi vận động từng gia đình. Trước tiên là gia đình của các thành viên đã tham gia câu lạc bộ để họ cho con, cháu theo học. Theo thời gian, số hội viên cả già lẫn trẻ đều tăng dần. Và các cháu lại học vào sáng chủ nhật, còn các ông, các bà thì cứ tối thứ sáu hàng tuần là sinh hoạt từ đấy cho đến bây giờ, không thay đổi một ngày nào. Cứ duy trì thứ sáu hàng tuần buổi tối là đi làm ở đâu thì đi, nhưng mà cứ tối đến là rất về đầy đủ để sinh hoạt, nó cũng vui lắm. Dù không có một khoản thù lao nào cho việc truyền dạy, nhưng nghệ nhân Kim Dung không lấy đó làm buồn. Cũng chưa bao giờ bà muốn bỏ cuộc. Ngược lại, bà thấy vui khi được mang những lời ca, tiếng hát phục vụ cho dân làng, khi tạo được sân chơi cho bạn bè, bà con làng Mọc. Và còn ý nghĩa biết bao khi gieo được niềm say mê âm nhạc cổ truyền của dân tộc cho các em nhỏ nơi đây. Không, có những cái phụ huynh còn nói là chúng con cảm thấy cảm động lắm bà. Bảo vì sao? Lý do à? Ở ngày xưa nhà con ở trên phố cổ 4 đời, ngày xưa đi theo tàu để đi tàu điện ấy, để nghe hát, các ông các bà hát sẩm. Nhưng mới đến hàng lâu lắm, hàng ba mấy chục năm rồi, không được nữa. Về đây bây giờ tự nhiên lại ở trung tâm văn hóa quận lại có một cái lớp mà bà truyền dạy, thật chúng con ngồi cảm thấy nó cảm động lắm. Tôi thấy bà là một trong những nghệ nhân đặc biệt là tôi thấy bây giờ là hiếm có đấy. Trời mưa, trời gió, hầu như là toàn đạp xe, đội nón, nhìn về có cái hình ảnh đấy tôi rất là ấn tượng. Dòng chảy văn hóa dân gian trong cộng đồng đã được hồi sinh từ đây. Người nghệ nhân nhỏ bé mà bền bỉ, kiên trì, Phan Thị Kim Dung chính là người khơi nguồn dòng chảy ấy để những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam cứ thế được trao truyền và tiếp nối.